1個いっちゃおう。ông người dùng đẹp cả to cái trăm la ca này tiệm thì sạm la ca tam ca hiện đại bàn cầm nắp tục sạm la ca nơi ngày ni ông người dùng đẹp vừa sạm la ca sắp đặt cái cầm xã xây đại miền hà sơn niêm thì si đại biểu mà rồi học sập buồn làm chi sạm la ca lục đạo ẩn san la ri ca âm phi chật hành hiệp vật tâm miền tạo vật tâm miền thị kỳ nâng bậc cố đại ông dùng đẹp có hành chương ở châu ruộng được không cách chăm lạc ca, xăm lạc ca thằng ngày đi. Xong cực chung biếp, rê ca chung lục thiến. Nếu không xăm lạc ca thằng ngày đi, cực biệt khi miền vọt tử miến, đại lại lục nguồn chía, miền vọt tử miến tìm tục khung khuôn khẳng cao sao xăm lạc ca, tàn ưu thị mẹ được bỏ dụng nhạc là nằm bốn, nâng đại xa môn hát tục hợp hiệp. Xong qua thông qua phong đáy, mê tử vi, xã mê tử vi non mộc chiết, nàng đàm đào rọt về ni lục bệnh ăn ở vọt tử miến, đại môn hát tục hợp luôn. Để lúc thiết bàn chuẩn bị chung sản lạc cảm bánh mến cứ ngày nít tạm cao viết năng sử dạp sẽ khai cám xã xây đại miền hạ sinh em TCW 164 xã xây rụng nít bàn phương sản bọt rồi hai cao bị thang ngày mới sơn mến tặng bàn chạy thá tạm sản bọt phía tôi còn ảnh đáng cứ còn miền mình miền chung nón nhiệt là hợp định nhiệt vốn chứ môi năng chung cho tăng phí rút rư đàm bình thăng rõ vì nít nà môi để tôi bàn được tôi score nổ lại hai còn miền vọt miền rồi chỉ xác dụng trạm cao có hai chỗ không bình tục sản lạc cảm nếu khai nhập phong đại miền xã xây bầm rống đại miền hà sinh nhâm TCW và môi rối bắt sập bầm buồn đại xã xây bầm rống nít ban phơi sầm bọt rồi hai phong đại nặng ba mình chạy tham mình miền chọn trồng loang như là hết đường nhật quan chìm môi nặng chôn trọt trọt từng pi rúp rồi có đam đang loại về ni nam môi lại sau một con lục thiền con sống chuyển lục bây giờ cục bế សូមអរគុណលោកប្រធានជម្រាបសួរលោកសរជាវក្រុមជម្រាបសួរលោកស្រីទាំងអស់ខ្ញុំមានចំណុចពីរសំលឹកជូនអង្គជំនាញព្រះនៅព្រឹកនេះមុនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពចំណុចមួយគឺតកតងទងសាក់សៃរូបនេះនិងចំណុចមួយទៀតគឺអំពីសាក់សៃសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចំពោះសាក់សៃនៅថ្ងៃនេះ Rosil Masal Minh dân bàn tụt tùl email mùi bị kháng xã bệ nhá. Đài là khổng email nó sẽ thay ai cơ xa khá nâng trâu dục một bóng hai nơi chung phố mộc xã xây rụp nê. Hay ai cơ xa khá cứ chỉ ai cơ xa thọt chùm lõng. Nhưng mình chỉ bánh hà chỉ mùi nâng rụp thọt để trâu dục một hay nâng rụp thọt khá nhưng mình bánh hà vầy tê chỉ mùi nâng ca bóng hà như rụp thọt cứ ai cái xa bây lờ mùi bà mùi bà mùi bí mùi chạch bí đài miền chất sập tùm bố đài mình toàn bây rồi chất sập tùm bố mình toàn đã nói lời interface nó lại tê tăng bị mong đọc bì mà sao mình mộng một lệ dường khi nhóm miên phía bọt bàn bàn tế bẹp bọn tình nâng cao bằng hành ai cơ xa chúng bộ mục xã xây rụp nế dường khi nhóm miên bánh hà nông rừng này tế ai tam đài khi nhóm dùng nộp khi nhóm dùng là cả dường trâu tại miền ai cơ xa đã nô lợi in thư phê nông mong đọc bì bì sao mình đài chỉ cả bò chạy phót cầm nọn ai cứ xa bay là môi cho bây giờ khi nhom giờ khởi tha ông chấm chấm rác còn miền phía bọt bàn anh nhà để giờ khi nhom bằng hai nãy giờ khi nhom miền phía dứt dao xong chấm đẹp chun con tay bớt sân này cho ông chấm đẹp giờ khởi tha tiệt vị thiên bẹp con từng bánh hà này cứ chia vị thiên đại kha rồi có tầng rắn cứ ta sai cho lời ông chấm đùng chấm rác có con tay khi nhom xong lực lang để pí chấm nói này môn chạp đàm xã xây rụp này. Trong nói tí bí tệ tuông tôi đang xã xây thằng ngày xãi. Ông chúng tôi sẽ bàn chìa riệp hả? Dường khi bàn sẵn sàng dạng trẻ lẹ để xong ôi xã xây rụp này cho luôn nó chụp một ông chúng tôi đang xã là đồng bốn. Bọn tay xã xây rụp này cứ tham miền nấu khôn nông bệnh chi rụp bỏ xã bệ nhà. Đổi để ông chúng tôi sẽ ra phải cứ
គឺជាសាកសីដីស្នើសុំក្នុងបញ្ជីអ្នកជំនាញនឹងសាកសីយើងខ្ញុំមានការបញ្ជាក់ពីអង្គជនមុំជំរះថាគឺសាកប្រាជ្ញាចាប់ផ្ដើមតាំងសំណួរមុនគឺទី សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមនិងអង្គសំណាកាទាំងមូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចឯកសារនេះផងដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេធាវីការពារក្តីលោកនុនជាថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលតំណាងសាភិញ្ញារៀបចំសំណួរដើម្បីសាកសួរលើសាកសីរូបនេះសាភិញ្ញាបានប្រទះឃើញនៅព័ត៌មានដែលសំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបថតដែលមានតំណែងទំនងសាច់ញាតិជាមួយនឹងសាកសីរូបនេះ ហើយនឹងរូបថតផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកដែលសាក់សៃរូបនេះធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយដំណាងសាភិញ្ញានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំសំណួរដើម្បីសាក់សួរសាក់សៃរូបនេះបានប្រទះឃើញថាខ្លួនអាចស្រាវជ្រាវរករូបថតទាំងអស់នេះបានតាមបណ្ណាល័យសាធារណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្រាវជ្រាវនោះសាភិញ្ញាបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយទើបតែទទួលបាននៅរូបថតនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីល្ងាចម្សិលមិញម៉ោង ជួយដល់អង្គជំនុំជម្រះស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នៅរឿងក្តីនេះនឹងសាក្សីរូបនេះក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅរូបថតមួយរបស់សាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្ភាសជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារួចម្ដងទៅហើយជាក់ស្ដែងរូបថតដែលជាសាច់ញាតិរបស់សាក្សីរូបនេះនៅមិនទាន់មានលេខ D ឬក៏លេខ E នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងមិនសួរព័ត៌មានលម្អិតក្រៅពីបង្ហាញរូបថតនេះដល់សាក្សីដើម្បីសួរបញ្ជាក់ថាតើសាក្សីរូបនេះស្រួបស្គាល់ឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានរូបនៅក្នុងរូបថតនេះឬអត់នោះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបថតមួយទៀតយើងខ្ញុំទើបតែរកឃើញការពីព្រឹកមិញនេះមុនពេលសម្ណាកាហើយយើងខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទទួលយកភស្តុតាងមួយនេះដែរគឺរូបថតដែលមានលេខ D 183/P/3/B/1/P/1184ជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងឯកសារដែលលោកមេធាវីនុនជាបានលើកឡើងគឺជាឯកសារ E3/1667ឯកសារនេះមានជាង300ទំព័រក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងដកស្រង់តែខ្លឹមសារ ដែលមានទៅលើឯកសារនេះត្រង់លេខ EON 00171490 ដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅនឹងឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលសាក្សីរូបនេះធ្លាប់ស្គាល់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំនេះសាក្សីដែលត្រូវបានកោះហៅមកចូលរួមបំភ្លឺនៅក្នុងសម្ណាកាថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងបញ្ជាក់ថា គាត់នឹងត្រូវបានកោះហៅនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ហើយដូច្នេះអំឡុងពេលនៃការរៀបចំគឺមានរយៈពេលខ្លីដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអាប់ឡូតឯកសារទាំងអស់នេះនៅក្នុងអ៊ីនធឺហ្វេសបានហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំស្នើសុំដាក់ឯកសារនេះតាមវិធាន874ដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទទួលយកភស្តុតាងនេះសូមអរគុណ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាសហភាពតារបស់ខ្ញុំកំពុងតែបំភ្លៃព័ត៌មានដល់តុលាការហើយសហព្រាជ្ញាដែលមិនអាចដឹងអំពីអត្ថិភាពនៃរូបថតនេះជាមុននោះនេះមិនត្រឹមត្រូវទេក្នុងការនិយាយថារូបថតទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្ហាញទៅសាកសីនៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ2013អូ2003
ពីប្រសាទនៅពេលនោះសាក់សីនិយាយថាគាត់ធ្លាប់បានឃើញរូបថតមានរូបថតនោះមកហើយហើយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្មវិជ្ជាមិនបានបង្ហាញរូបថតនោះទៅគាត់ទេតាមពិតបង្ហាញពីប្រវត្តិរូបបងរបស់គាត់ទៅគាត់ទេអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេចំណុចទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2003នេះមកគាត់និយាយថានៅពេលណាមួយគាត់ទទួលបានរូបថត ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជួបសេរីកម្មនោះគាត់មិនទទួលបានរូបថតនៅពេលនោះទេហើយរូបថតនោះស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងដូចទេអញ្ចឹងបានន័យថារូបថតនេះគាត់ប្រញ្ញាអាចទទួលរូបថតនេះបានហើយដោយមិនចាំបាច់ទៅជួបមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះទេព្រោះថាវាមាននៅក្នុងសំណុំរឿងសូន្យសូន្យមួយរបស់ដូចហើយហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមគាំទ្រការកត់សម្គាល់របស់លោកកូពេថាខាងប្រារិយញ្ញាធ្វើមិនទាន់ពេលវេលាកាលផ្សាយមិញថ្ងៃត្រង់ក្នុងការដាក់ឯកសារនៅក្នុង interface បីបួនម៉ោងក្រោយហើយដែលត្រូវបង្ហាបើជួនដំណឹងយើងពីមុនមកនោះមិនព្រមធ្វើហើយឥឡូវនេះមកនិយាយអំពីវិធាន87.7នេះក្នុងចុចបួននេះមិនសមស្របទេហើយខាងការពីក្តីសូមឲ្យបង្ហាញជាលេខអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបថតនេះ Mr. President, if I might add just a maybe copy ខ្ញុំ សូម បន្ថែម ចំណុច បញ្ជាក់ តូច មួយ ចម្លើយ របស់ សាប្រញ្ញា ហាក់ បញ្ជាក់ ឲ្យ ឃើញ ថា យើង កំពុង និយាយ អំពី រូប ថត តាក់ទង ទៅ នឹង ស 21 ខ្ញុំ មិនដឹង ថា តើ រូប ថត ទាំង នេះ នឹង ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ ស្ថិត នៅ ក្នុង វិសាលភាព នៃ សវនាការ នេះ ឬ ក៏ អត់ ទេ យើង ហាក់ វិញ ដូច ជា ថា វិសាលភាព នៃ សវនាការ នេះ គឺ ថា វា មាន បញ្ហា ទៅ នឹង បញ្ហា ដែល ខ្ញុំ នឹង សហការី របស់ ខ្ញុំ នេះ បាន លើក ឡើង រួច ទៅ ហើយ អរគុណ សូម ជួយ លោក តំណាង លោក ត្រី តំណាង ថា បញ្ញា សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយតបដោយខ្លីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបថតដែលបានបកគោលឲ្យសាក់សីនៅអំឡុងពេលដែលគាត់សម្ភាសឬក៏ក្រោយមកទៀតនោះគឺជាក់ស្ដែងរូបថតនោះគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិរូបហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនអាននៅប្រវត្តិរូបទាំងមូលនោះទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែសុំការអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីតែបង្ហាញតែរូបថតដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទៅលើសាក់សីប៉ុណ្ណោះថាតើរូបថតនេះជាអ្នកដែ
nâng trời có hai một đoàn sạc hay cam cư nơi ngay tìm một phây pram khai mưu tụ nà chân nằm bì bòn đập bầy hai dương khuyên phùng miên bê bì lia đầm ở group grant đầm bầy xoay nghe rộng nơi phó tăng tàng ổn nửa hốt đoàn tâm tại tụ bàn email bì đi xì khem đầm bầy bình chạy tha rụp thọt ní miên nơi khuyên bòn lại xa thiên ả rộ bọc đi xì khem đầm bầy tiếng toát chì mùi nâng bò đầm miên đã xa xây ní bàn đo nơi khuyên sạc hay cam đại gọt đo chì mùi nâng nhạc xâm phía nơi đi xì khem hai chất đai rụp thọt ở tiếng ní cứ thọt rụp thọt cứ thọt bàn xa xông đòi ông chùm chùm rè kà lì kà thư kà xạ xua lưu xạ xây chùm một kim vuôn rùi mặt đòn mà hai hai ông chùm rè kà thọt bàn xâm rạch nhờ lưu phó tăng chì rụp thọt đi đài hai đứa chứ nè nhưng khi ông nơi ta đã xa chùm hồ đàm bây xa xông ông chùm rè từ tù dục phó tăng đi xô mặc quân
Sôm chênh lục sợi chạy cọm. Thank you. Sôm ọ côn lục thiến ông chùm nụm chùm rẻ miên sâm nụ ô bì bấy sư tâu xạ bì rẻ nhá nâng mê tà vi kà bìa kà đấy. Cứ tha hạ bê đôi cho bê miên ai kà xa bì bập hết. Phật tìm mùi cứ chỉ rụp thọt. Hãy đại rụp thọt khá. Cứ chỉ ai cơ xa thầm mây ta về anh chăng mên thế. Chúng rịp lục xây chạc rõm. Miên ai cơ xa bị bập hết. Ai cơ xa tìm mùi cứ ai cơ xa y bấy slash mùi bà mùi bà mùi bí. Đi chơi bình chi nè tốt đã bàn rịp trong làng đòi xã về nhà cả vì chân năm bì còn bầm bầy. Hai ai cả xa tì bì cư rụp thọt. Rụp thọt biên chùm nôn bì sản lập. Rụp thọt tì mùi chìa rụp thọt đài mần tôn miên lệch đi rư lệch y nở lối. Hai rụp thọt tì bì chìa rụp thọt đài miên lệch đi mà rồi bầm bầy sạc xam sập bì chợt bầy đòi phí mùi mùi bầm bầy buồn. Rụp chi ai cả xa đại miền trung nước non sông đồng rừng sôn sôn muối đại bản prà prà nước non sông đồng rừng sôn sôn muối rụi hời. So I am asked. Chào cầm khát rải để cho nước nhâm su tại rụp thọt tê nô bể này ta rụp thọt tiền pì bập hết nứng cứ chi ai cả xa thay mấy cứ chi ai cả xa đại là một toàn bản đạn nội chụp bộ mộc ong chấm đông chấm đen nó là ấy. Hay pi mốn nó ai cơ sa tằng pi ประเภท rup thọt tằng pi ประเภท mần toan đạ chi ơ 3 nó lai tê. Rồi chúng tục ai cơ sa so 21 1 lơ sân nhị tại pi bành hà rup thọt sân ban hay sôm. Cha lục sai rup thọt tằng nư mần toan miên lệch y nó lai tê. And there are two. Hay miên rup thọt 2 chăng mên tê. Chào lục sợi, rụp thọt miên pi sản lập. Now moving to the. Ở nước chim chôl từ nơi dây ông pi ai cơ xa ở bay lờ mùi bà mùi bà mùi pi. Chia bình chi nẹ tô so mà phây mùi. Đè bàn đại đè tòa là cảm ăn lực dục môn dây tăng pi môn mà đòn rùi hai ta tăng mên thế. Chào lục sợi, bất chí tâm trời. Thank you. Xong ọ cún. Bà chẳng phụ mê tử vi ca bia cái đây lô. Vậy tờ cô bê bì môn lô tha mần miên bà nhà hà. Vậy chìa môi nâng ca bằng hai nhà ai kia xa phi sân lạc nị tê. Ta lô chùm tỏ tù nâng rụp thọ tiền pi. Đại là ta chìa ai kia xa thâm ấy ta bị thiên. Bài sập bằng pi buôn đại tế. Mẹ tôi bị bệnh tật cụp về lúc xây chào cầm khát rái khi nhom mình chùm to tê khi nhom miền phía bọt bàn bẹ bòn tổn nâng rụp thọ tiếng nỉ khi nhom chơi khởi thà nỉ về khăng mục nỉ cứ thà tờ lá ca con nâng miền phía bọt bàn tổn nâng ai cơ sa đợt tây tiệt đại đôi chân này bằng ai cơ sa quên cứ thà dương bàn đằng tiếng ọc nỉ hơi. Hai bất tu nam mình bàn đàn nó khôn nong interface để ông chùm đông mình chạy dạng khăn để biến nít chìa ca cu xoa mùi hơi ông chùm đông chùm rẻ xong tìm tìa thả bảo sân na chìa miên ca chùm to na mùi chùm phu ca bà bà ai kia xa ní cứ ca chùm to na mùi chìa xa rà bón nó xung lục lực lần mê tì bì cô bê lúc xây chào con khát rai khu nhóm mình chùm to tê. Đời xa dương khu nhóm bê khắc khô miên ca riêng chôm rùi rõ hai nô nể ti trong khói đài. Đời chân là dương khu nhóm miên phía bọt bèn đòi mong đọc bì. Đời chân là ní chìa chùm hô rõ bỏ dương khu nhóm. Ở cơn đời chân là ông chùm đông chùm rẻ nâng dục bánh hà này màu bì chà rà nà. Lôc và kén. Lôc và kén khu nhóm miên xùm nụ đối khí nế chùm bố lôn. Ta lúc chúm to tôn nâng rụp thọt bi sân lạc đại chìa rụp thọt thầm mây nụ thật nọc rong vị thiên bạch sắp bằng pi buôn đại được tế.
បាទលោកស្រីចាប់ក្រុមក្នុងក្រុមតាជបាទដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាឯកសារហ្នឹងមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយសហព្រះញ្ញាបានសុំឲ្យសាកសិទ្ធិទាំងអស់នេះមកបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះហើយរយៈពេលរាប់សប្តាហ៍រាប់ខែមកហើយដែលគេនិយាយថាសាកសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺជាសាកសិទ្ធិដែលជាសាកសិទ្ធិដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមសាកសិទ្ធិទាំង10ទាំង20អញ្ចឹងគេមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាខាងយើងវិញថានៅយើងមានមធ្យោបាយតិចតួចហើយមានការលំបាកច្រើនក្នុងការដាក់ឯកសារយើងពិបាកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការបត់បែននេះមិនគួរណាមានតែខាងយើងទេខាងការពារក្តីទេត្រូវមានភាពអត់បែនធ្វើខាងនោះក៏មានភាពបត់បែនផងដែរហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើសិនជាមូលហេតុមួយទៀតហ្នឹងគឺថាខាងអ្នកស្រីហ្នឹងសាកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ទទួលបានរូបថតហ្នឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយគាត់ដឹងលោកវ៉ាកិនបញ្ហាទី2គឺបញ្ជីអ្នកតោស21E3/1662ជាឯកសារដែលបានយកមកយោងជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយនៅក្នុងសវនាការនេះតើលោកមានការជំទាស់ជាសារព័ត៌ណាមួយទៅនឹងការសួរដេញដោលទៅលើរូបថតទាំងនេះទេដោយសារថាមិនទាន់បានដាក់នៅលើ interface ប្រចាំថ្ងៃនៅឡើយនោះនោះបាទខ្ញុំមិនយល់ស្របទេសូមអរគុណបបិសំណាក់អ្នកបកប្រែបាទអំបញ្ញមិញមេធាវីគាត់និយាយថាគាត់មិនជំទាស់ទេបាទសូមអង្គប្រធានជំរាបជូនភិក្ខុថាចំពោះសំណើសុំរបស់តំណាងសហភិញ្ញាក្នុងការដាក់ឯកសារដេញដោលនៅព្រឹកនេះ
ឯកសារទី1គឺឯកសារ E3/1662គឺជាឯកសារដែលមានលេខ E3 ហើយភាគីធ្លាប់បានដាក់ដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គជំរះកន្លងមកហើយហើយអំបញ្មិញនេះគឺភាគីការពារក្តីក៏មិនជំទាស់លើបញ្ហានេះដែរដូច្នេះអង្គជំរះយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងថាប្រញ្ញាផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារនេះក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់តកិច្ចកម្មសាក់សីរូបនេះហើយដែលឡែកបញ្ហារូបថតចំនួន2សម្លឹកដែលស្នើសុំដាក់ពិភាក្សាដេញដោលពិតហើយឃើញថាដំណាងថាប្រញ្ញាមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌសមត្របទៅតាមវិធាន874នោះទេប៉ុន្តែដោយសាររូបថតទាំងនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សាក់សីហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានានាដែលជាអង្គហេតុក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់សកម្មសាក់សីរូបនេះដូច្នេះអង្គជំនះមានភាពបត់បែនគឺអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងថាប្រញ្ញាអាចយកឯកសារទាំងពីរនេះមកពិភាក្សាដេញដោលចំពោះសាក់សីនេះបាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាព្រឹកនេះហើយដែលឡែកគឺឆ្លើយតបទៅនឹងក្រមវិទ្យាកັບក្តីលោកនួនជាអំពីបញ្ហាសកម្មការស្ដាប់អគ្គីកម្មសាក់សីនៅថ្ងៃស្អែកគឺសាក់សី TCW 689ដោយសារសាក់សីរូបនេះគឺមានសំណើសុំទាំងពីរគឺទាំងអធិបតីញាហើយទាំងវិទ្យាកັບក្តីនួនជាហើយជាគោលការណ៍គឺប្រសិនបើភាគីណាស្នើសុំមុនគឺអង្គជំរះផ្ដាល់ឲ្យភាគីនោះជាអ្នកតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនោះក៏មុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីហើយគោលការណ៍ទី2ដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកក្នុងករណីមានការស្នើសុំទាំងពីរទាំងសងខាងគឺទាំងថាប្រញ្ញាហើយនិងទាំងមេធាវីការពារក្តីនោះគឺសាក់សីរូបនោះយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមសហប្រញ្ញាតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរូបនោះមុនភាគីការពារក្តីបាទនេះជាការកំណត់សម្គាល់ហើយចំពោះសាក់សីដែលមានលេខសន្និដ្ឋាន TCW 689គឺយើងអនុវត្តដោយករណីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកគឺឲ្យខាងភាគីសហប្រញ្ញានិងថាមិត្តវិនមុខសួរមុនហើយចំណែកឯខាងមិត្តវិការពារក្តីគឺចាប់ផ្ដើមសួរពីមិត្តវិការពារក្តីនួនជាមុនមិត្តវិការពារក្តីលោកខៀវសំផនបាទបច្ចុប្បន្នទៅនេះសូមមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដាល់ថ្កៃកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការអរុនសុដីលោកស្រីសាក់សីតើលោកស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធាននាងខ្ញុំឈ្មោះអាចហេនអរគុណលោកស្រីអាចហេនតើលោកស្រីមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំនាងខ្ញុំអាយុ56ឆ្នាំអរគុណលោកស្រីហើយលោកស្រីអៃហែនសូមជម្រាបថាលោកស្រីសូមបងអង្គបន្តិចបន្ទាប់ពីលោកស្រីស្ដាប់នៅសំណួរដែលសួរ
ខាងអ្នកបកប្រែភាសាហ្នឹងបានបកប្រែភាសាលោកស្រីទៅជាពីរភាសាផ្សេងទៀតមានភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការយើងនេះហើយចុះទីលំនៅសប្តាហ៍នេះលោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណា? សប្តាហ៍ទីលំនៅរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ rùa nước nông phun ông cơ chế cầm khung mà hạt nhiều sọc có sự tin khát công phun chạm mà ông quân hay lục sợi bạc cọ một robot thừa vấy một robot nên nhóm thừa tụng cả ông quân cho phục bằng cao bằng lục sợi mùa ấy hay mà này bằng cao bằng lục sợi quạt mùa ấy ឪពុកបង្កើតរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះផនម្ដាយឈ្មោះលួនជប់ស្វាមីរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអីហើយលោកស្រីមានកូនប៉ុន្មាននាក់ស្វាមីនាងខ្ញុំឈ្មោះសុងផលខ្ញុំមានកូន4នាក់ អរគុណលោកស្រីឯហេនតាមប្របាយការណ៍របស់កម្មាធិការសម្ណការបំពេញមិននេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងគឺលោកស្រីមិនមានចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអង្គជំនះបានទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីនៅក្នុងក្រុមរឿងក្តីនេះទីហើយក៏មិនជាប់ញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនៅពីរូបដែលគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនហើយថាលោកស្រីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយកាលពី មិនសិលមិញនៅក្នុងមុខអ្នកតាតំបងដែកនៅអវតកនេះតើជាការពិតដែរឬទេវាជាការពិតអរគុណហើយលោកស្រីអៃហេនជាបន្តទៅនេះយើងសូមប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកស្រីនៅជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនាពេលនេះលោកស្រីអៃហេនក្នុងនាមលោកស្រី ជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះរដ្ឋបាលរឿងនេះពេលនេះលោកស្រីអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏ការធ្វើឲ្យសុំឲ្យលោកស្រីធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬអំណះអំណាងណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចក្នុងនាមលោកស្រីជាសាក្សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនះនៅពេលនេះលោកស្រីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំ
không cả lần này chloe top tân xâm nô, rưu coca thua tati bay nam mùi richard, dài nom oi đã bưu được hiệp thuận ấy, đôi dưng dùm rip ông bì sức khang lưu. Hai lục ray chloe, tai kana de put, dài lục ray ban dung, ban lưu ban kuin, ban chong cham, lop ban mid bobby south, chupa tia, rưu coca ban thua ca sông kate, dài ptol, nơi bred the head, rưu head cat and lie, dài pet pond tân xâm nô, dài pet key, rưu cha crumb, nơi ông dùm rác, sùa dùm bô lục ray. Ta lúc này ai hên đại thủ lọc đó cách xâm phía chứa mùi năng nạ sư bằng kết nơi ca rì lái dự thạch cho sư bằng kết đại đại tế khả nông địa phê lần bàn sinh năm của lòng Chà, nhóm thủ lọc chụp xâm phía bị đồn đại. Lúc này chăm tha thua nơi tì gà lại ná hay nơi phê nà thế lực tì mũi hay năng lực tì bì. Lực tìm mũi quạt bàn tự đọc tiền nhân khả nhầm nơi phùm công nạc khả nhầm nơi chân nằm cao ước bầy cả nụ quạt dơ phục vật rút tư sai chìa vì nẹ miên tô nơi cục tu xa lại anh chà nên khả nhầm miên bông pro mũi nơi miên chung mũi nơi cục tu xa lại anh chà quạt dơ phục vật rút nụ tự áo khả nhầm. Cả đám lái khi ông ở toàn bàn đắng, đó quạt dược tự áo cứ khi ông bàn khơi. Và vật thật rút nâng rút thọt rồi bà quạt. Trời kê xâm lạp nâng cốc tù xa lai anh chả.
cho lực tí pí ta thua cái chấm phiền nâng chúng lục trái nơi ngay khai chăm ná lục trái chăm tí hai thua nơi cái ná. Chà lực tí pí có nơi tia nâng nhóm đái còn nơi nông chăm cả lúc nhóm mà dụ hà sập pí à lần hà sập phòng mũi có tất buôn chăm. Chà có tới dùng phía nước tiệc nhầm tầm đồ. Tôi cho chăm đến thời gian năm phí phòn bẩm bấy, phí phòn bẩm bốn, có phí phòn đóng, lấy nước phí phòn đọc bầy, nằm lấy nước phí đọc bầy hơi. Cả nước nằm phí phòn bẩm bấy, dạ, nằm phí phòn bẩm bấy. Rụng bàn phạm chạm hỏi. Lúc này đang chấp bản thế là viên nẹ đây sử dụng lực tìm mùi nâng kê pháp lúc này thả mách hay nẹ sử dụng lực tìm phí nâng kê pháp lúc này thả mách lúc này ạ nhẹ bàn đại tế. Phụ hạ đôi chì khóc nê vì phụ hờ dương xu mình cứ cách phát đo khách tìm phí chì mùi nâng nẹ sử dụng kết nấy ca rì lái xa hạch krom sử dụng kết nấy ông nhầm rác vị tầm mạnh khăn tà la ca Campuchia. Hay ông nhầm ra vì giờ mai không là ca công chiếc tiếp tay bằng ca láng hơi thua từ ca một phía để trong chân năm một bọn đối làm bị bọn bờ nên chạp đám bị bọn bờ môi bị bọn bờ đi hay chậm này em môn nâng cứ tầm nâu kia mình men chia nẹ sửa bằng kết này ca giờ lại thả chứ làm sửa bằng kết thì nẹ sửa bằng kết này ca giờ lại thả chứ làm sửa bằng kết nữa đây thả thua nồng long chân năm bị bọn bẩm bấy nữa ta còn thua từ thua tầm phía chúng mình lúc xây bằng màn lướt. Nông chăm bị bọn bẩm bấy nâng đôi chia từ mặt đồng đại tầm đồng thì cái lòng mắt lô thầy đại thọp đó cái chữ phía chữ môi nâng phụ bộc lực này mà chạm mình đôi lại cái xa Campuchia thế từ xung phía đôi chi nhóm đôi ở trong chạm đài tái này khang sao chia khang xung phía nâng từ đó tiếc nhưng nhóm tầm đồ quân hay lục sấy hay lục sấy che hạ so không ai chứ ba lo thế nhưng nhóm ạ so không ai có mình sao chứ ba lo pru riêng bán tết về các nhóm nơi riêng cứ rót vào ha các nhóm ban này dụng thầm đập bay đập buồn chăn lắm cứ chụp cho một pê chồi một chục phụ một ông gì vậy nè pê nít ta lúc thầy ban là vì đất mới rồi có ban an rồi có đập cả an vì sầm nã nam mình nè ở lúc thầy sẽ đập nơi cầm nọt hết cọt ra nơi cái chấm kia đây lúc thầy ban vừa chỉ mùi nương nè sửa bằng kết nơi cá thì lại thay cho con thường kết đây lúc thầy ban vậy mình tha cả vừa cả ông long nam bị bọn bẩm bay đầm bay đầm lực cả trong trăm đại được tí chả khi ông ao bong sợi khi ông quạt an ao khi ông sờ đập bảo ông quân này ta tập mặt phết đại lục sợi đằng đằng trong trăm tha ta lục sợi ai bị chẹt bàn đại tí tha cầm nọt hay đại đòn đại lục sợi đòn cây tầm phía đại lục sợi bàn bình đất đang bàn án rồi ta bia trầm trơ được có xin dòng vạn khi nia sọp từ đang chầm lái đại lục sợi bàn phật đòn cây tầm phía chỉ mùi năng nẹt sự bằng cây nơi khăn ngầm long năm pi pon bay đại bàn thưa nơi tiệt lục sợi nô đại được tí chà bất chịu đôi khi nhom nhìn dây mền chà em đi sống chơi bên to em vậy tại trăm trời vì cả em trong trăm có lòng phật màu em ăn miên vậy khó vì cả trong trăm tê chả bà ông quân hay lục sấy khôn ông ca sẽ đập sẽ khai cam sẽ xây rùm đi ông nhầm đây xong đòi vì cả chuyện từ
đồng năng thạ phiền nhá tăng thêm một đỉnh đầu nhịp bộ xã xây rung đi môn phiền kỳ đầu tây tiết này đường cây hay đồng năng thạ phiền nhá rùm nâng thạ mình vì nó múc đồng năng đâm nâng rộng ní mình nhập phiền còn lại ngay trong cà xù xã xây rung đi xôm chơi xôm một con lục bộ thiên xôm cục lục bộ thiên lục xây cho crom nâng ông xa vần ca xa chỉ thứ mấy xôm chuẩn bị xô phong đai lục xây xã xây ai khén nhưng khi nhóm mua sông cho quán chỉ đầm nàng xã về nhà chiết hay xã cà rây ơn trả chiết ở bọc nhóm lục khí sợi đá chỉ đầm nàng xã về nhà ơn trả chiết nhưng khi nhóm tăng phí ngay nên mình xâm nu mùi chùm luôn làm bầy xã xua lục sợi làm bầy lục sợi chùi bằng hai cá bật làm bầy xoay nhu đục liệu tuyệt thoa nước nông rừng cả đầy này chiếc bạc thóm khi nhóm chọn chùm hiệp xua lục sợi tha ta lục sợi miên bong ôn bong cà ổn mà nẹ nhưng khi nhóm miền bông bồn bằng cả bay nè, bọc bay sợi muối chả, bông tì muối chmu, pân hườn, tì bay chmu pân sòn sòn, nhưng khi nhóm chmu hèn, ta bông pro rọ bọc lục sợi từng pì nước miền chmu hai cầu chmu đại prà nước nông bà đi vọt đại tế cha miền bông pro nên nhóm chmu đám chmu hươn chmu quạt bạn đi vót chmu sườn chạy bông tí pí chmu đám chmu hải chmu bạn đi vót chmu sơn nhưng nhóm chmu đám chmu hèn chmu mùi tiết chmu chìa chả chào xong một con lục sợi ta bong pon rồi bỏ lục sợi nơi miền chỉ vật ru hiền tặng óc nia cào rồi bỏ cam bịa bịa thập tay ta được té rồi co miền nẹt bật bong rồi co sập khạ đài bong pon những nhóm bàn sập bốc nhóm của trời sập nơi sừng kềm sao mai chết sập chất sập muối chất sập pí dạ ở bốc nhóm sập nơi chấm chất sập muối rồi một tiết bong pro nhóm sập nơi chấm chất sập bún sau pin đầu tiết bài khai khnẹo dạ lục sợi tha bong pro lục sợi bạn sập nơi không chấm một phần cầm bùn ở chợ sập bùn ta bong pro mua ấy được bong pro tìm một màn đáy bong pro tìm pì quạt sập nơi sờ phong bảy nơi chả chỗ bong pro tìm mui được bong lục sấy tại mua hương hàng sườn nước cọt sập nước không chăn nằm đá lục dây nơi chạm thế bong pro chmu hương hàng sườn nắng nhưng khi nhom ắt đăng tế cả nóc khi nhom từ chết sập bốn khi nhom ban từ đòi chìm rôm nhom bộ bị chìm rôm với những tham ao bắt chăn áo đôi chân ấy miền phái khang sai chia do bộ phận từ ruộng nâng từ ao nên không đốt tiền chào bộ phận từ ruộng miền chmu quạt chmu đám chmu bạn đi quạt quạt miền bẹ phạ lê quạt miền bẹ phạ lê quạt bàn slap nơi không cục tù sai nhỉ ông con lục sấy nhom nâng châu bò miền ất bẹ bò nâng bong phong lục sấy bàn tay môn nâng châu đập bò miền ní nhom trong su bò miền tù tới tha ta bong pro tiếng pi rồi bỏ lục sợi nữa miền đại thọp châu từ con tộc mai cờ hòm tế hay bớt sân mà thọp châu nơi nông phùng phị mùi nà đài bong pro những nhóm châu thuộc con tộc nơi phùng phị đỏ
ឪពុកខ្ញុំក៏គាត់នៅភូមិភៀដដកាត់ស្លាប់នៅភូមិភៀដដនៅខាងស្វាយទៀបឯបងប្រុសនឹងខ្ញុំចូលធ្វើកងទ័ពនៅភូមិភៀដដដែរ Thưa lục sĩ, chạm thế thà nơi khung phung phía đó nâng miên kê hào chmua lệch cầu tui có lệch đồng bon, lệch phung phía, lệch bằng màn đá chạm thế. Chùm noan nốt phung phía đó cứ kê hào tha phung phía bay rời buồn. Còn nơi con toát phung phía bay rời buồn. Chẳng này con qua lúc bác quát chạy nhau mình chăm chạy phần ảnh ở hầy còn nợ phong phía bay rồi buồn chạy chứ còn nợ phong phía bay rồi buồn nữa miên đầm này rư gò tu nịt tìa vầy đá nợ phong phía nữa quát chi con toáp quát chia mềm chia cá con toáp quát chia con bò là chả con rẻ sena thông nâng bông pro chung hướng ai bông pro tí pí chung hai nâng quát chia dốt chân thoa mà đà tê chả chào xa mạc cún ta lục xây ru nâu nông phum na rư khnông đầm bon na đai nơ pel đai prate kambochea trâu ban rum đọh đai kong tọp khmai krohom chnam 1975 ba ni nhai pi trâm 75 mao kong krusa ning khnyom trâu bai khnai khnie tieng os khnyom neu neu ptea Krai mau khnyom ko cho ke ban banchun khnyom te leuk tumnop neu hau tha bang kang bang kok chit chi hai cha da pe teu chumnon nu khnyom neu steu dae reik dai mon ruoch teu ban te 3 thngai nieng khnyom smak chat teu yun nirei khnyom tha neu samorphom krai ve pambak dichnai teu mok tmuang ba slap ko slap to da chat teu tới số một phom cho nó nóng cái bánh chun khi ông ta nấu sốc cái chia chả hạt chia dần như vậy khâu móc ta tua mình toàn bàn ta vay na phong còn thả bàn đặt chỉnh chun tại khâu móc bàn chúng ta thì còn phun bông ngày đọc từng pì mì xá nên khi ông bàn chui độ stone với chia chân bàn chấm nuôn pì được bay khải khâu móc bàn cái bánh chun nên khi ông móc phun bông chả mộc đo phun bông ngắt chừng ngốm chào lục sợi ở cuốn khi ông nông su bàn to lục sợi nhưng khi ông nông su lục sợi mò đầm nặng cam ở đó mò đầm nặng cam ở đó lục sợi ban mình chạy tha lục sợi từ ban kia bình chun từ lực tùng lục nơi bằng càng khi ông chọn su bình chạy tha ta nơi pe đài kia bình chun lục sợi từ lực tùng lục nơi bằng càng nốt miên mình nuốt còn má nẹt trên bị phun lục sợi tới hay mình nuốt tầng ở nốt chỉ mấy người có chỉ mình nước cha chỉ mình nước có phết nào đấy cả pi chấm non nóng lực tụm nốt kỳ dọc tam phum nỉ rí miên châu nỉ rí ở chỗ đập vào mũi chân nám kỳ chập pi ở chỗ đập vào mũi chân nám tới đằng ta châu nỉ rí bá này với chân này kỳ rớt pi ở chỗ đập vào mũi lang tới từ lực từ nộp nơi băng càng nhưng khi nhóm mà dụ đập vào mũi chân nam càng đập vào mũi động cơ nó từ lực từ nộp chờ do tam phum nông mà phum do pi nè cho mà phum mà sọc tới tới chung khi nia nơi cái lạnh từ nộp mà nơi thay tràn chào sao mà cún chốt pe đài của mô bất chi chun tam phum từ lực tụm nụp nước ta về đại bộ mẫu ban nước kê phơi đầm nào bị phum từ lực tụm nụp nước băng càng nước kê miền cả đợt những chun rồi có từ đào để tham ao trường từ đài
ចាចំនួននោះអត់មានឡានអត់មានអីទេគឺដើរទៅស្មើជើងកាន់ពកីទៅខ្លួនឯងតែម្ដងម្ចាស់ការខ្លួនឯងតែម្ដងយកទៅលើកនៅកន្លែងហ្នឹងមានបង្គីពីរដងរែកមួយយកទៅដើរទៅឆ្ងាយផងមិនចិត្តឯណាតើចំងាយពីភូមិលោកស្រីទៅកន្លែងលើកទំនប់ហ្នឹងមានចំងាយប្រមាណដែរ ហើយលោកស្រីដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចប្រមូលឬក៏បញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅលើកទំនប់ហ្នឹងចានំនួននោះនៅតាមភូមិគេមានប្រធាននារីប្រធានយុវជនដូច្នេះគេចាត់តាំងយើងតែម្ដងគេចាត់តាំងថាឈ្មោះហ្នឹងត្រូវទៅត្រូវទៅតែម្ដងចា Lúc xoay ban mình chạy môn đi tha về đại bảo mô bởi chư chôn tam phùm nâng cứ đọc bảo mô ban tới miền bởi chư chôn tràn cho bê tạo đo cả lãi lực tùm lục nâng miền bởi chư chôn đại tơ bị phùm hói ta bê tạo đo tùm lãi lực tùm lục nâng miền bởi nục nơi cả lãi nâng hai nữa hay miền bởi hai chư bảo mán á lúc xoay nâng chạm màn bởi hai lúc bảo mán á Tì cả lãi lực tùm lục cứ miền mà nước tràn, cái nơi tin nông cầm bông tay nước dương từ đó than tiết bao nhiêu giấy tới mình rập rồi chứ cứ rập quan tầm đồ, chà cầm bông tay nước tầm nốt chấm non nốt, nhìn hoa máu non khi khẹp tới, chà nhìn hoa tóc bát non khi ngướp thứ ca tiết tới, chà hay tới tin nông ăn miền vơi mà vơi thế, cướp đập ngay bàn vơi mà vơi, được chưa? Múc của khám, cái lạnh đây có ăn miến, đôi chân này thừa ấy những nhóm nó trò mặt bàn. Xong khăn cứ múc khám đây mặt bàn nó múc đó. Tao chạy sẽ đánh kia đầm rơi lục xoay thưa ca hà với khá, đầm bây lượt tùm lục nó, ca nghe nó thưa ấy khá. Chà, ca nghe lượt tùm lục cứ miền vừa bấy cứ rệt đầy như ngay rệt đầy là chạm từ nục tới lực từ nục pu rệt la ơn tới ta càng yên miền ca lùm bạn khang đại được thế ca nghe nông bên dây tới bia lộng bạc đấy, rệt đấy dương chia sấy, nề rì cầm phong tập, ai dụ đập mũi đâm bờ rệt đấy, và qua là nghe, dục, sầm rạ mặt bàn mục hầm, băng cọ băng cọ băng cang nương cư chịu băng sát tật cọ dục lăng mu, bột, chà. Chà lục sấy, kim trang su mình chuyện. Pi chăn nằm bẩn tịt môn ní lục dây tha bẩn toa pi chăn nằm quan bẩn môn để chết sập rắm kê bẩn môn ao bị chui chun tới lược tụm lục trong đâm tha lục dây chăm khai ngay nào bật bật cọt hết tha lục dây chân bị phun làm bay tới lược tụm lục nữa cả nốt trong chăn nằm chết sập buồn làm chăn nằm chết sập rắm chả của khi ông tới ăn miên bơm mà quên phong khi ông tới khu tới tầm đồ khi ông nhà tới bậc kỳ nâng đồng rệt mộc tèo quên khi ông tới bàn ta bay thằng ấy khi ông có khu tới thư dân nhì tới ta lục xoay chập đan trên từ phơi giật nhì rì nước nơi nông nơi muôn rụng đọt đọc bằng pi mạc ra chập sập rắm rồi còn bẩn toạc bị đọc rụng đọt đầm phơi mesa chập sập rắm hay từ phơi nước từ phơi nơi cái lạnh nhà đá phơi giật nhì rì nữa
Nhưng khi chân tư chân khi tư nâng cư trong chân năm chất sắp bốn, đám chân năm chất sắp rám, môn cũng đọc, đọc phòng phí mê xa. Nhưng khi tư chỉ dân nơi rí cư nơi nông sọc của chí riêng, hạt riêng nơi nông sọc của chí riêng. Khát bởi vệ anh chàng. Nhưng nơi nông cọng tiết bay, còn tôi tiếp bay, cơ tì đọc bay chàng. Lúc xa này chán thế là nó không khung phía nào đấy. Các nô khu nhóm tới nơi khu nông phụ một phía bộ phía. Hai thà nằm bọn phí rồi bày. Chà. Ta lúc xoay từ tu ban ca bản đồ đá rư hạt dựt nhờ rí nâng rồi dẹp phê bỏ màn đáy. Nhưng khi nhóm hạt chưa dựt nhờ rí nơi khả nông phùm xoay chết sẽ đọc của triệt nâng cư ở rồi dẹp phê bỏ mối khai. Tựa chọp. Hai pel hạt chưa dựt nhờ rí nâng ta nhạc na chỉ nhạc bằng đồ bằng đà lục sấy. Cả là tranh tư nâng cư miên cái chát tăng chỉ còn chỉ khrom dẫn cái miên còn rơi con ấy cái nâng kia nhạc hạt bằng riêng dương. Chà, miên tam khrom tam con dẫn tư. Cháu lục xoay nơi chăm chú mô nẹ đài bằng hạt lục xoay tế. Hai lục xoay nơi chăm thế tha đầm bòn bì rồi bay nâng nẹ ná chỉ nẹ cục cổng. Cả nốt nhóm nơi khăn ông cổng tị bay, con tôi tị bay, con thom tị đập bay. Dịch nơi rí phô một phía, bộ phía đầm bòn bì rồi bay, đau có đáp đói sau phâm chàng. Cái nạp phùm phía cư sao phẩm. Ta sao phùm miền đai chốc mọc bằng hạt bằng riêng lục xoay đời tỏa rồi có miền nạp xây mọc bằng hạt bằng riêng. Sao phẩm quạt chìa bờn giấy tới quạt chìa cái nạp phùm phía. Được cho nên mình ai buộc nhóm cô mình đai score đai tài khoản tài lưu tài chmô tha. Cái nạp phùm phía bầu phía chmô sao phấm tay chìa nhạc tôi đôi chỉ con rơi con ấy nhạc bằng hạt bằng riêng tì tại chúng lại kia nhạc thông kia mình đã score bộ những nhóm nụ tì chà chứ nước nồng lòng về từ tua ca mình đâu mình đã rồi có hạt chìa con dựt đi rì và mũi khai nữa kê miền đại bằng riêng lục xoay vì rừng ra vẽ quan nước Việt Nam rồi có trời thưa được đặt chìm mũi phụ duân thế. Ồ chìm non nóng đôi chi ăn miên vẽ quan hương tha chìm mũi Việt Nam mũi ấy ăn miên thế, dạ ăn miên. Trước ca bần đo bần đa rư ca bằng riêng vẹp quan chỉ mùi nâng sắc trâu rư khắc màng rư có nẹ khắc bọt nóng ớt nụa ta miên thuộc đài bàn từ tù ca bần đo bần đa tế. Chà ớt miên tế chà. Cái bì lục xây bần chọc vẹ bần đo bần đa bằng mùi khai nơi phung phía bục phía. Ta lục xây bàn chạy trên tới thưa ca nơi cả lại nhà đá hay nơi không chung làm ná. Nhưng khi em nơi khăn ông phô một hiệu bầu phía rồi mà rụng đó đọc bằng phí mê xá bàn chùm nuôn bàn phải buôn khái chả trời kê bằng chôn mà đó thì khăn ông phân hông phình sẵn nơi thì khăn ông phân hông phình bàn mùi ạ tất trời kê bằng chôn từ là hốt đó cầm phương sao không tiết chả
ta cái bình chun lục xoay từ cái phong sao nữa bình chun từ thừa vậy đá hay từ đò tin nút lục xoay chạm thế thang cả lại những chung ấy. Chúng non nóng phục nhóm cư chia về lên chia con tuộp nỉ rì ấy đi đó về tới chia con trở lại. Dạ. Cái chồng mình chôn từ bóc xùm át nơi cầm phung sao nơi cả xùm non bạc bay chùm non nốt ngặt chừng ngôn phục nhóm từ bóc xùm át tì cả lãnh tờ tuộp nhiều nơi cầm phung sao nơi cả lãnh rung chạm xa bia cơ tớ bạc phà mai phà mô xùm át chừng ọc. Dạ. Nơi tì cầm phung sao. Lúc xoay tha cần lại từ tu nhiêu đã kê đầm rời ai phụ lục xoay bỏ xâm ạt. Ta cần lại từ tu nhiêu nó chưa cần lại bỏ nẹ nà đấy. Lục xoay đăng thế. Chùm non nó cứ miên mua hàng tha lục nhai em. Cần lại từ tu nhiêu cũng phung sáo miên lục nhai em nhẹ. Nè mình chia ở bộ nên không bao sum ăn cha nhưng trong số xây tha ta cái loại này từ tu nhiều nữa được xây đắng đấy tha cái tục đam mê từ tu nhiều na được bỏ nẹt na đấy bàn giấy bị bàn hà nâng niềng không ăn bàn đắng tí niềng không bàn thầm tha đã bao sum ăn ao sa tiếng ó cái lái na phọc tròn cứ lốp cái lái na bơi cứ chia chấm rẽ ao sạch, chả. Chả cún, ta lục xoay trọt thưa ca nơi sài em bật thế. Cái lon máu khi nhom nơi cầm phun xào, sạch ao hái tự kiểm bằng chun nhưng khi nhom tự sài em bật chả. Tới sẽ làm bởi cao bằng bởi đặt bài, chả. Đặt bài lì đặt lan chả. Chả nó là nông sách tay này rí. Cao bằng bởi đặt bài lì đặt lan. Nông mặc bài đặt học sập kỳ lầu. Nhưng khi nhóm lì lan lan đặt đa bật tía. Đá xua. Lan lan chả. Ta lục xoay thưa ca nơi xoay em bởi lúc ở hà dạ phê bởi màn đáy. Thưa ca nơi xoay em bởi cao bởi ở nơi cầm phung gần đá trời có. Là hốt đó cầm phung nông xe xó nâng rung chá ở nơi xoay em bởi cầm phung trái mùi tiết. Ta ta có mô ở là linh tục nhưng không tự lọc mà vệnh. Ở hà dạ ca bay khải. Nơi khá nông ẩm lòng phê bây khai đã lục xoay thuốc ca nơi xoay ẩm bởi nó ta thay nập hiệp thuốc ca nơi thay nập hiệp rùa nơi nó dàng nà đáy lũng bạ ư còn nghĩa xua dàng nà đáy bằng giấy bị ca nghĩa xua mình nghĩa xua cứ lũng bạ nhờ rì lý xay mình thòm ở đài nà lý xay lược đôi cầm cò của phương phái lược lang đặt lược ma lý lang lan chà ban này thả chạp ta lục xoay đăng thế tha nẹ na chỉ nẹ cục cồn nơi xài một bần nữa nguyên chung mụi đấy bà ơi dây đi nhàng nhẹ cục cồn xem bớt nhẹ xem bớt nhẹ kê phải lật xèn buộc nhóm chỉ con chỉ lát đau phải mai phải mồi nít cứ xèn ăn miên bẹp quan như thế kê nhẹ nơi hàng phải lật ẩm bớt kê cất tai phải lật dương nhẹ cao cứ cất tai cao hơi tôi lọp mà bình được chưa buộc nhóm chỉ con kê mềm mình chia ca kê ăn miên tơi thế kê mình chia ở dương chỉ con chỉ lát nắng non như tơi phải mồi mau tạm đồ trời.
ចាសសូមអរគុណលោកស្រី
ចូលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពកាត់ដេរជាសាខាមួយរបស់មជ្ឈមនឹងតើម៉ោងពេលធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរហើយស្ថានភាពរស់នៅពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរ ការពីចំនួននោះការងារពលកម្មគឺងើបម៉ោង4មួយការងារសង្គមនិយមមួយការងារស្នូលការងារសង្គមនិយមគឺការងារងើបពីយប់ទៅស្រោចបន្លែដាំបន្លែត្រឡប់មកវិញមួយទឹកមួយអីហើយចូលការងារស្នូលគឺកាត់ដេរតែម្ដងចា ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការងារស្នូលនឹងពីម៉ោង bà dương thuật dư dư tới vì tới chỉ thòm mà đá đôi chỉ thà dương thua vây muối đôi thà một vòng thà bà vã thương cá đấy ngơ bị giúp bà vã đây chạy đây nhắm mà dư dư tới đòn máu tụt mà dạ đòn máu buôn nó cứ cái vai chuông ấy chuông sau con loan muối đạn nơi trong cây sao xây nó vai món món tụt ngơ tiền bao tới rồi mình lại bỏ mà vĩnh càng như snow mong cũng bơ chờ mong bốn chục đập phạm nhiệt tì cho bánh màu đọc muối cứ chục chả xùm rã học bài chú lục xoay chục thuốc ca nâng mong đọc muối rồi có thằng ngày tròn nâng trời mình to ca nghe tiệt đài hay bởi xin mà mình to đo mong và màn đài mong đọc mũi học bài háo xùm rạ dạ ngực mong mũi cho thua cao vĩnh là hốt đọc mong buôn xùm rạ tiền báo tới sớt và lại thêm tiền dạ bật cơ sớt nghe cơ sớt mau bị sớt vĩnh nhằm bài bài háo đọc mong thua cá đọc mong cùng buồn dục chào sớm cún nhung trong châu đo và thiên bọt mấy mối tiết đẹp con tần nâng nẹt đài thọp thư ca chỉ mùi lục sấy nơi nông ai cả xa đê cao sập buôn sạc làm bầy đài chi cầm nọt hạt sập chầm lòi đập bỏ lục sấy chỉ mùi nâng nẹt sơ bằng kết nơi ca giả lại xã chỉ cầm sơ bằng kết đài một pi là ca mùi ni nơi pê đài nẹt sơ bằng kết số lục sấy nơi trong ion chia chia sạc máy cứ sôn sôn mùi bầm pí pí sôn bầm mùi bún nâng ion chia với sòng lễ cứ sôn sôn pí sôn bầm sôn bún bầm bấy đòi bún bầm bún nẹ sơ bằng cách ban số lục sấy được chia thả nhiều đọt sóng tá khôn ông gặp hiệp ông miền bạt khluôn rồi tề lục sợi ban chloi thả đọt sóng nhóm khơi miền ca chập khluôn mà lúc lang lan khục bật chết đòi con toab miền à vụt môn đầm bốn kê chập mê mê bần toab móc chập à nụ nâng sầm chực ná đài miền ca bẹ pon nâng sai ụ đỏ តែមកតោះឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពីក្តីលោកខេសំផនសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ទៅនឹងរបៀបដែលសហប្រញ្ញាតាំងសំណួរគឺថាយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាគឺថាគាត់បានផ្ដល់នៅ đồng rơi dòng từ lùm từ lia hay quạt xua sầm nua rồi biết bao chùm ho
hay nó bị tới đó chấm nội sầm khăn này cá sô sầm nua nó cứ tha dương đôi chia than nó mọi xạ xây tiền sầm ăn thành sầm rồng đôi chia này khi mình đăng tha nước bị là dương có hai xạ xây mau hay đầm bay còn tệ an nơi chấm lau được bạc quạt hay xua quạt nó một bẹp ní ra dương mình đăng thua dương mấy tết đôi chia không biết bao giờ thế nó bị là dương xua được bẹp ní nó đôi chia này sầm mọi xạ bề nhà xua sầm nua rồi lại chỉ lại cái nã bật vinh được bây giờ pẹp pon mình chấm lại tụi tới hay được xua sầm nua bạc nó cứ than được bây giờ miết bạc chấm lại pẹp pon sầm khăn được chứ nè thưa anh chắc mình trầm trầy rồi bây giờ thưa anh chân tới rồi chỉ không biết nấy tiền để cá xua sầm nua rồi bỏ qua bài này luôn đầu bữa thiên khi ông sôm chơi tọt đại khay tha thì tại vì thiên này cá xua sầm nua ở đọt xong rồi chấm lại để thọ bàn đo chỉ mùi nương nã sợ bằng kềm đi từ ban từ tôi vô đại ông chúng chấm ra hai bàn ăn uất chỉ tràn lược tràn xa được không tất cả mối này hay hay khi ông có mình vô thay đổi vay ban chỉ mấy thứ gì nữa tại bản to chúng to thành nó bịp này cả tăng sầm nổi bật được chưa này hay được chưa này xong anh nhà đồ vật thiên bản to này cả tăng sầm nổi này Ba tay chim toa nâng tham ăn hết nơi chim toa bằng mấy vì ra chia cắt cái đây lúc ký thăm phong nâng chim phong nô đại sô đòi nam thạp bên nhà chết mày mày nick mày mày mùa than sắp trọc tê tay chim toa mày trâm trời tê tay chim toa mày 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 ở ban làng chùa lo về phần thứ năm ông hết để ông mới cầm đặt thử sầm nạc không còn vườn sơn thôn pi là sơn muối để chỉ bị xét cứ sầm na ở đồng bằng nàng xã phi nhã để bàn nào sống và bản thêm nữ xã xây môi trường nuôn đây là không còn nào nút tiền làm xa nơi chỉ khất để bằng hai nhàn pi sầm na có đôi chia sầm na để bằng hai tòa mót nơi không về cây bị chung điệp trong sầm nạc ban cầm nót nữ chấm nót hay chỉ cần một thổ này cả rụng lịch những cả lực là những dạng bạc lo nơi không sầm nào bạc luôn hơi nên chỉ một là hết để ông chấm đẹp và từ tuổi giáo hơi sầm rạch có hạn chế xã xây đại phần thêm đại phía kia nào sầm thêm một cái sạp được hay cầm chẳng cứ mình men cả xuống phía cả tam từ nâng cầm nọ hết đại đáp được hay cầm đấy nè thưa bằng kết này ca giờ lại xã không thưa bằng kết nội tì đôi khi mà sớm mấy cứ dương chắc bách té môi chấm nói na môi tẩm po na rước gặp này na đại bẹ pon sòng khăn từ nâng ông hai này thạ cật cam rúm rước có cả nội vật cô là yoga đôi sầm nào phần nọ sầm riệp chom nơi sầm nuôi bàn sầm trơn sầm trọp làng vinh mà chào cô lục thiên khi em đang thuộc tam cả này nón lục sợi ai hến khi em đang đọ xoang bàn to hay viên sừng lùa bàn to bàn toạp trong su lục sợi nơi toang yêu ân đang ai cả sao đọt đái khi em sừng đọ xoang khi em khơi miên ca chập khuôn mà núp lang lan lục bật chật đòi con toạp miên là vụt muôn đầm bốn cái chập mề mé bàn toạp mỡ chập ăn nụ nâng sầm mái chiếc na đại miên ca vẽ phón nâng xài ở đó nâng bầu pìa đại kê trao thạc bọt cáo chia bờ thiên rung chạm rơi kê chập yốc tự bạt nơi chân nam mà pon bầm môi rồi chật sập đầm pí đòi choab xài bầu pìa
Nhưng trong xua lục sợi tha ta lục sợi ban khơi kê chập chmu kèo ni đòi tòa phânêch đà rửa tế. Cả bì chùm nón nóng á, bụng nhầm đầy té cho nhìn chắc ạ. Té quạt té nhóm có cho nhìn đáy. Dạ. Vì lan mà bụng nhóm có ọt qua kì. Lan cái máu chôm chấn kì mà hai quạt tử giờ tự mặt tay. Mình đang thay giờ tự cái lạnh ná, bụng nhóm ọt đằng đáy. Hãy ai xin qua kì có ọt qua. Dạ. Bụng chùm nón nóng nơi cái lạnh ná cứ nơi cái lạnh nóng mình ọt qua kì chai chai bàn tế. Bà tiệc cái bài kia những score ở chỗ cái màu hai từ những mưa tới khơi chân đáy còn mình đang thả cái giờ tới ná của nhom ở đằng đáy chả dù dốt mặt chưa bàn to bàn to được nhom bàn vậy chẳng tại ở đằng thả giờ tới cả lại na từ nơi cả lại na giờ tới thua mất nhom của ở đằng đáy chả bàn thầm tâm mà khơi. Chà, bê đà lục xoay bàn khơi cái chập cao đạ làn lục bật chỉnh nước ta bê đại kê mà chập quạt vô tới nước chập tới quạt mà này anh thế rồi có miên bộ côn xe này thôi cả nước nó nút rồi bàn cái chập vô tới đây bê đại vô quạt tới nước cứ mình miên tràn thì đón môi dù tới môi đi tới chà chẳng phần tham mình đang tham mưu hại ấy phục nhóm cô ở đằng đáy tác nhóm du chỉ cả tâm trâu thế miền đây tha nơi tháng ngày để cây chập cao dột tự đạn lan khục bật chật hơi dột tới nút cứ chập dột tai cao mà nẹt tiền mình miền nẹp xèn từ chỗ mũi tên nơi tháng ngày nút chà cứ miền từ mũi. Cho lục sợi score cho mua côn đại thưa ca nơi rung chạ cắt đê cho mua lục sợi đa được tế. Score. Ta côn nâng miên rương ở với cả láng và tòa pi cao trở bàn kê chập luôn hả ấy. Bạn dây tham miên rương phục nhóm cô miên đăng ấy tầng ơ. Ất miên đăng cứ dương thua cá kết tay thua cá. Rương kê cứ đói kê sạch kê đăng cái tay nam mà ná. Cô dương Ất đăng đăng thập bạch luôn đăng thập bạch. Chà. Chân miên đây tha côn có trời bàn bạch luôn. Pi cần lại cặp đê đã lục sợi thua cá đài bằng tòa pi cài bạch luôn. Chân miên tế. Chà, có trợ bạc luôn. Chào cún. Lúc của thiên, nếu khi em xô màn ở nhà đặt bằng hàng nơi phó tàng chỉ rụp thọt đê mà rồi bằng bấy sạch sáng sắp bí chuột bấy đò phí mùi mùi bạch sắp buôn đài ba nàn ở nhà đọc phong chúng ta cả bị bực mình nít. Nâng miên ai cả xa chun đò sạ xây phóng đà bấy xù bình chạy sạ xây vẹp hoàn tình nâng phó tàng mùi nít xông lộ ập thiên ở nhà. Mẹ này nhà bộ trưởng đoàn bà tư la ca tôi lại cái gì cả đặc vì đầm nàng thật của nhà dân chun xã xây bình nịch lục xây ai hến xong lục xây bình nịch mơ rụp thọt mùi ní hơi xong lục xây bình chịa rập ông sầm nà ca tha ta lục sợi khớp score mà nút nước nông rụp thọt này đàn tê ba ni chơi tới vì mình chụp ba phụ chỉ non nông đôi tha ví dụ đại hỏi chọn chạm mình bán ល
Lục Bộ Thiên, khi nhóm xôm an ninh nhạc đã bằng hành nơi phó tăng chỉ ai cả xa mùi tiết đại bàn càng nhạc bì. Lục Bộ Thiên cả bị bực mến, bẹp bọn tình nâng rụp thọt đại bàn từ tùa bì đi xì khem xôm Lục Bộ Thiên an ninh nhạc. Lục Bộ Thiên an xong mình chạy theo rụp thọt này mình miên nơi khăn ông mình ảnh dụng bằng hai nơi lờ ếch còn không chưa tờ bàn tế hạn ít nhau bàn thọt chùm lõng đảm bây chạy chun phía kỳ nâng ông chùm nhạc đảm bây bình đất. Lúc xây ảnh hến, lúc xây ban bình đất rụp thọt, nì hai ta lúc xây xoay bộ cô là đại miền, lúc nông rụp thọt nì đà rửa tế. Nì. Rụp thọt nì. Bạn dạy tóc bất riêng nâng bóng bọc nhóm tay này vì mình sẽ chụp bạc. Chà, bạn đã chụp mùa ấy nâng đôi khí này. Phần thiệu bọc còn. Xong chơi lục, bởi vì bây giờ có phế. Mẹ tư vi cổ bề, đầm bầy cầm nọt ra thả lạc cá, nhưng bên khuyên thà đầm bầy cọt ra, nó cứ thà bằng hành chun ai cơ xa, mà rụp thọt thơ xa xây nút. Khiêm khuyên, bà hà chì khiêm mơ thơ khó, cứ thà xa xây miên rụp thọt đôi miên ạt thập bọt, xo nơ chùm mình nâng phòng, khiêm mân chú bà, đôi chân này xôm xa phỉ nhà, chùm riêp khiêm ở bàn dù phòng bạn. Xong chúm riêng đòi mê tí vi hai nâng lục bộ thiên ở bàn chếp tha. Tâm bất ai cả xa đại khí nhu miêu mòng bà hành xạ xấy, cứ nơi khôn đại xạ xấy. Hồi ai cả xa đi miên chúm mô nâng rụp thọt đại bật nơi cánh trống đòi mê bà hành xạ xấy. Hồi khí nhu bàn print mà chúm nuôn chanh mốc, vận tài đòi xa tài. Ai cả xa đi miên bàn trìm cục cron đòi mê bà hành chúm xạ xấy. Miên rụp thọt đôi khí nha đại bàn cắt chánh đại nơi khôn ai cả xa môi đòi mê bà hành chúm xạ xấy. Tài rụp thọt này cứ chỉ rụp thọt đôi khí nha. Mẹ thư vệ cơ bề, bọn tế bà nữ dì ẩm bì tầm lại phỏ tàng nó cơ thà bà miên rụp thọt hay miên là xo tiết cư chì vị thi mùi bình bọn tế bà sân chì xa bìa nhà đã ta rụp thọt xu thà quạt chú mô ấy nâng chì rừng bình đối chứ nế cơ thà có bây tế bà rụp thọt đôi khi nế đà phía kì nâng ông chùm nâng chùm rẻ bàn chẳng mân miên ạ thạ bà giói tế nộp bê đà oi rụp thọt đợi chọc chìa mùi nâng ạ tập bọt phòng lúc đôi chìa nòm một lọt xa xảy đi chân đại. Chào lục thiên khi nhóm nâng bần to tới mốc hai lọt xa tại xã xây nơi sắp bệnh sắp bơ chìa mùi rụp thọn hay đi chân nét khi nhóm nâng bần to xùm nua tới bộ thiên ạ bọt tội mùi xanh tiền. Chơi từ mốc tiền. Lục xây ai hến môn ní lục xây bàn rạp đòl ông xa bản đàn ca. Excuse me for interrupting.
មេធាវីកូពីសំភ័យទុកខ្ញុំសូមកាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យច្បាស់សាក់សីត្រូវបានបង្ហាញរូបថតដោយមានអត្តបទហើយមានឈ្មោះអ្នកដែលនៅក្នុងរូបថតនោះផងដូច្នេះយើងមិនតន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសាក់សីអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដូចម្ដេចនឹងបានបើមានពាក្យពេចន៍នៅលើនោះគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនោះបាទ ជ័យលោកស្រីចក្រមស៊ីវលខាត់រៃចក្រមខាត់រៃសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាសាក់សីបានទទួលរូបថតមួយដែលមានអត្តបទភាសាខ្មែរនៅលើទំព័រជាមួយគ្នានោះហើយអត្តបទនោះដែលរាប់បញ្ចូលឈ្មោះ នៃមនុស្សនៅលើរូបថតនោះតើអញ្ចឹងដែរឬទេចាជាក់ស្ដែងលោកសៃចក្រមសាក់សៃបានទទួលអត្តបទមួយដែលមានរូបថតនិងអត្តបទជាភាសាខ្មែរនៅជាមួយក្នុងករណីបែបនេះលោកប្រធានបានស្នើខ្ញុំថាឲ្យនឹងសម្រេចថា ការជំទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីលោកនួនជានោះមានប្រសិទ្ធភាពដែលថាការដាក់អត្តបទដែលមានឈ្មោះនោះគឺថាអាចនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យសាក់សីនោះគឺថាมันអាចនឹងមានតម្លៃ
ជាប្រតាំងទេគឺមិនអាចប្រើក្នុងការកំណត់ពីអត្តសញ្ញាណនោះទេតើខ្ញុំសម្រេចប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេលោកប្រធានអរគុណបាទអរគុណលោកត្រីជក្រមឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយនៅពេលប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅលោកតំងដល់1សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យប្រដៅទឹកវិញសម្រាប់នៅទទួលរងចាំមានផ្សាក់ស្័យដល់សាក់ស្័យរូបនេះ នៅក្នុងឡុងពេលជប់តម្រាក់នឹងឲ្យជាងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងប្រដៅកម្មវិញនៅវេលាម៉ោង11សម្រាប់ចុះសូមក្រោកឈរ